Sáng nay ngày 26 tháng 3, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy, còn gọi là Sát Thủy trong chương trình gọi vốn trên kênh VTV3, để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game. Ngoài ông Thủy, cơ quan điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Văn Hiển, trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản. Để phục vụ điều tra và đảm bảo quyền lợi của bị hại, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, những người đã mua cổ phần, cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần vào doanh nghiệp của ông Thủy, hiện đang còn dư nợ chưa trình báo thì khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Trước đó, nhiều công dân trú tại thành phố Hà Nội đã ký đơn gửi lên Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày và tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy, đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game, địa chỉ nhà 25T1 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi. Trước đó, nhiều công dân trú tại thành phố Hà Nội đã ký đơn gửi lên Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày và tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy, đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game, địa chỉ nhà 25T1 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi. Các nguyên đơn cho biết, họ có đơn tố cáo ông Thủy lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 226 tỷ đồng. Từ năm 2017 đến 2022, qua giới thiệu của bạn bè, người quen nhóm nguyên đơn được biết Sát Thủy có nhu cầu huy động vốn đầu tư cho E-Group với mức lãi suất hấp dẫn 15% một năm. Vì tin tưởng danh tiếng, uy tín của Nguyễn Ngọc Thủy thông qua hệ thống Anh ngữ Apex và chương trình thương vụ bạc tỷ, Sát Tanh trên VTV3 nên đã nộp cho Nguyễn Ngọc Thủy lên đến vài trăm tỷ đồng. Ngoài E-Game, ông Nguyễn Ngọc Thủy còn lập ra nhiều công ty con khác nhằm huy động vốn từ rất nhiều người như Ozen Group, Apex Holding, gồm Apex Inlet, Apex Leader. Các công ty này đã phát hành rất nhiều trái phiếu để huy động tiền nhưng đến giờ cũng không trả cho nhà đầu tư bất kỳ một khoản nào, cả gốc và lãi. Trái phiếu có thời hạn trả 3 tháng một lần, nhưng ông Thủy không trả bất kỳ khoản tiền lãi nào cho các trái chủ theo hợp đồng đã ký kết. Có nhiều người dù chưa lấy được một đồng nào nhưng công ty đã làm hợp đồng chuyển nhượng và thanh lý luôn hợp đồng đó. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một số người đại diện cho các phụ huynh đòi lại học phí đã đóng cho các trung tâm Anh ngữ Apex Leader nhưng con chưa được học hoặc đang học dở dang cho biết, đã nộp đơn tập thể với hơn 230 phụ huynh đến Sở Giáo dục Đào tạo và Cơ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy, Tổng Giám đốc trung tâm Anh ngữ Apex Leader với hành vi liên quan đến hoạt động mở cửa, đóng cửa và giảng dạy online có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại các trung tâm Apex Leader.